Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Nguyên Lai Ta Là Tuyệt Thế Võ Thần, Người Trên Vạn Người của tác giả Phong Lăng Bắc. Tập 176. Chương 1751, Sự Tồn Tại Đáng Sợ, 1. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú. Dường như Tam Hoàng Tử Ngao Liệt đã ở bên trong tức giận khôi phục được mấy phần, âm trầm đã có chút tiêu tán. Khuôn mặt lại lần nữa hiện lên vẻ trầm ổn. Không vội, lần này các đảo của loài người dám phản kháng tộc ta, còn dám phách lối truyền lời như thế, nhất định là có nơi dựa dẫm. Tên gọi là chi viện mạnh mẽ kia có lẽ không hải hạng người hời hợt, trận chiến này không thể sơ suất. Trung tướng giật mình gật đầu, trong mắt còn có mấy phần lo nghĩ. Điện hạ anh minh. Cho dù người kia có chút tu vi, cũng không phải là địch thủ của Ngao Xương tướng quân, điện hạ cẩn thận như thế, có phải là đã quá coi trọng nhân tộc nhỏ bé kia không? Theo kiến thức thiển cận của Mạt tướng, trận chiến này tuyệt đối không có bất luận cái gì bất ngờ. Nhìn thấy chúng tướng còn có mấy phần không phục, Ngao Liệt cũng không để ý, trong mắt mang theo ý cười nhạt nhìn mọi người ở bốn phía. Các vị, giao tộc Thiên Long ta ngang dọc Đông Hải, mấy vạn năm chưa bao giờ có người nào dám đi quá giới hạn như thế. Đừng nói là các thế lực của các đảo loài người nhỏ bé, cho dù là ẩn tộc ở đại lục, cũng không dám lớn lối như thế. Sư Thiên Xuyên dựa vào một người, đã dám khiêu khích giao tộc Thiên Long ta, tuyệt đối không phải phô trương thanh thế. Nghe thấy lời này, trong mắt chúng tướng đều lộ ra vẻ trầm tư. Ngao Liệt chậm rãi đi xuống thềm ngọc, trong mắt hiện lên sự tự tin trầm ổn giống như ngày thường. Đương nhiên, bất luận người kia có loại tu vi nào, ở trước mặt giao tộc Thiên Long ta vẫn như trước không đáng giá nhắc đến. Nhưng ta phụng mệnh lệnh của Phụ Hoàng trưởng quản các đảo, tuyệt đối không cho phép có một chút sai lầm. Trận chiến này là trước giờ chưa từng có, không chỉ liên quan đến thể diện của Long tộc ta, cũng liên quan đến uy vọng của tộc ta đối với loài người, càng không thể có một chút nào ngoài ý muốn. Loài người có một câu, sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, đến ngay cả tộc loại nhỏ yếu cũng biết đạo lý này, sao các vị có thể ngạo khí lơ là? Giọng nói trầm trầm vang vọng, trong mắt tất cả tướng lĩnh có mặt lộ vẻ chấn động. Tam Hoàng Tử có tầm nhìn xa như thế, đúng thật là đại tài, đối mặt với nhân tộc nhỏ yếu, cũng không có một chút nào lơ là. Sự trầm ổn của tâm cảnh không hề tầm thường, thật không hổ là hoàng tộc trên người mang dòng máu Long tộc tôn quý. Tam Hoàng Tử, quả nhiên là có tư thái trở thành hoàng đế. Các tướng cùng nhau thán phục hành lễ, trên khuôn mặt hiện lên thần sắc trang nghiêm. Chúng ta cần tuân hiệu lệnh của điện hạ. Khí độ siêu phàm chấn nhiếp tất cả mọi người. Khóe miệng của Tam Hoàng Tử nhếch lên một ý cười nhạt. Liếc nhìn tên người cá đáng thương quỳ rạp trên mặt đất, trong mắt mới lộ ra mấy phần thâm trầm. Nhắm đôi mắt lại, hoàng lệnh vang vọng. Truyền hiệu lệnh của ta. Bản Hoàng Tử đích thân xuất quân, tất cả tộc nhân bộ. Hạ toàn lực xuất động, toàn bộ các vị tướng lĩnh xuất chiến, nhất định phải dùng chiến lực mạnh nhất, nghiền ép 72 đảo Đông Hải. Chúng ta phải để cho loài người nhìn một chút, cái gì gọi là khoảng cách giữa trời và đất. Phải để cho uy danh của giao tộc Thiên Long truyền khắp toàn bộ Lam Tinh. Tất cả tướng lĩnh có mặt hành lễ, ý chí lẫm liệt. Vinh quang lan tràn trên khuôn mặt của tất cả mọi người có mặt ở đây, toàn bộ người cá đều đã đoán được trận chiến này sẽ là màu máu nhuộm đỏ 72 đảo, chấn động toàn bộ nhân tộc Lam Tinh. Uy lực của giao tộc Thiên Long tuyệt đối không thể chọc tức. Chớp mắt đã là hai ngày sau. Mặt biển cuồn cuộn sóng chiều đáng sợ, tầng tầng sóng biển chồng lên nhau giống như cao ốc, vô số thân ảnh mạnh mẽ đứng yên trên đỉnh sóng, uy áp giống như rời núi lấp biển đánh vào trên bờ. Lần uy thế này, vượt xa lúc trước, dường như làn sáng biển động muốn chạm đến trong mây, từ trên cao nhìn xuống quan sát mặt đất, phảng phất như lúc nào cũng có thể bao phủ tất cả. Ở trước mặt làn sóng lớn này, vạn vật sinh linh chỉ có thể bị cắn nuốt bao trùm, hoàn toàn không có sức chống cự. Trên đỉnh sóng, cường giả giao tộc Thiên Long đông nghịt yên lặng đứng đó, tất cả đều quần áo thần binh bảo giáp, khí chất. Thanh thế của 10 vạn giao binh có thể nói là chấn nhiếp đất trời, chỉ khí tức sơ xác đáng sợ, đã đủ quét sạch bầu trời phạm vi ngàn dặm. Trong đó, còn có đại tướng đáng sợ hơn đang đứng thẳng. Đại tướng người cá cao hơn trượng, trong tay đều cầm thần binh cấp thiên, cả người lộ ra khí tức sâu không lường được. Giống như thần linh đứng ở hàng đầu, tùy tiện một vị cũng đủ để quét ngang thế gian ngàn vạn dặm. Đây chính là một phần nội tình của giao tộc Thiên Long, là thực lực khủng bố mà loài người không thể nào tưởng tượng được. Trận thế uy phong liếc nhìn các đảo.
Chương 1752, sự tồn tại đáng sợ, 2. Tam hoàng tử ngồi một mình trên xa giá dị thú, ánh mắt lóe lên một chút hơn người. Chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, các đảo của Đông Hải sẽ bị san thành đất bằng, loài người tu hành ngàn vạn năm. Cũng chẳng qua chỉ như con kiến hôi yếu đuối, căn bản không thể nào đánh đồng với giao tộc Thiên Long. Đây chính là khoảng cách của nội tình, cũng là khác biệt cấp độ trời sinh. Giao tộc Thiên Long cao cao tại thượng, là huyết mạch gần với chân long tôn quý vô hạn. Tuyệt đối không phải là điều loài người có thể chọc tức, cả gan nói ra lời nói vô tri ngỗ nghịch thì phải trả giá lớn là tự tìm đường chết. 72 đảo cộng lại thì thế nào? Chẳng qua chỉ là đồ chơi mà thôi. Trong mắt quan sát hòn đảo Tinh La ở phía xa, trong mắt Tam Hoàng tử lộ ra vẻ lãnh đạm. Chậm rãi đưa tay, lập tức muốn hạ xuống mệnh lệnh diệt thế. Đột nhiên, trên bầy trời truyền ra một tiếng vang vọng. Ta đau quá. Âm thanh không hiểu ở đâu ra, nhưng giống như là từ trên 9 tầng mây truyền đến, vang vọng trong đất trời, khiến cho hàng vạn giao tộc Thiên Long bất ngờ ngước mắt. Tam Hoàng tử Ngao Liệt cũng kinh ngạc nhíu mày, tạm thời bỏ đi suy nghĩ hạ lệnh. Ai ngờ được vừa mới ngước mắt. Thế mà hắn lại nhìn thấy, có một đạo bóng đen to lên, xuyên qua đám mây đen xông đến. Oanh! Bóng đen che khuất bầu trời, tiếng xe gió như cuồng phong gào thét, uy áp khủng bố. Một cảm giác nguy cơ đáng sợ dâng lên trong tròng mắt, Tam Hoàng tử nắm chặt hai tay, đại tướng ở xung quanh cũng theo đó thất sắc, vội vã đỡ Tam Hoàng tử nhanh chóng lùi lại. Có điều trong chớp mắt, bóng đen to lớn rơi vào mặt biển, trực tiếp đập ra uy thế rời sông lấp biển. Phù phù, sóng biển lật vào tận tầng mây, giao tộc trực tiếp chết một nửa. Đứng trước mặt thân ảnh to lớn đáng sợ kia rơi xuống, vừa rồi 10 vạn giao tộc còn vô cùng uy thế. Lại giống như con tôm nhỏ không có sức tự vệ, một cái lật mình rơi xuống, có thể nói là hủy thiên diệt địa. Về phần sóng biển đáng sợ lúc trước, cũng bị cuốn đến rối tinh rối mù. Toàn bộ mặt biển không ngừng kêu rên hoảng sợ, người cá hoảng hốt chạy trốn nhiều vô số kể. Tam hoàng tử đứng thẳng bất động ở trên không trung, cả người đều choáng váng. Đây quá dọa người rồi, rốt cuộc là vật gì, vậy mà lại đáng sợ như thế. Vào lúc hắn và các đại tướng mở to mắt nhìn xuống dưới, sóng biển lại lần nữa bắt đầu cuồn cuộn, thân thể vạn trượng từ trong biển bò lên, có thể so với núi tiên khổng lồ trong truyền thuyết. Hai con ngươi đáng sợ giống như mặt trăng mặt trời, nhưng lại là một khuôn mặt gấu đen ngu ngơ. Lúc này, thế mà lại hướng về phía không trung ủy khuất cầu xin tha thứ. Ca, đây cũng quá đau rồi, ta thật sự không chịu được. Lộp bộp. Thấy thân ảnh to lớn kia run giọng nhìn lên bầu trời, mấy người Tam Hoàng tử cũng bị hù dọa đến trong lòng trầm xuống. Yên lặng ngước mắt, trong mắt đã hiện lên thần sắc kiêng kỵ. Rốt cuộc còn có sự tồn tại nào có thể khiến cho thân ảnh khổng lồ đáng sợ như thế ủy khuất cầu xin tha thứ. Trong lúc mấy vạn tàn binh căng thẳng ngước mắt, mấy đạo thân ảnh chậm rãi từ trên không rơi xuống, nhìn lên rất nhỏ bé, đến một cọng lông của con gấu khổng lồ kia cũng khó so được. Mặc cùng một màu áo choàng đen, không nhìn ra được là lợi hại ở chỗ nào. Ở phía xa ngửa mặt nhìn lên người đang đến. Trên mặt đám người Tam Hoàng tử đầy vẻ hoài nghi, thật sự khó có thể tưởng tượng được mấy đạo thân ảnh này có thể khiến cho con gấu khổng lồ mấy vạn trượng này cầu xin tha thứ, rốt cuộc những người này có cái gì lợi hại. Vào lúc bọn họ đang khó hiểu, mấy đạo bóng đen kia chậm rãi đáp xuống trước mặt con gấu khổng lồ, liên tiếp xốc áo choàng rộng lớn lên. Thế mà người cầm đầu lại là một bộ xương khô. Xương khô, Tam Hoàng tử nhìn đến trong mắt sững sờ. Người đến hoàn toàn không có phong phạm cường giả như trong tưởng tượng, chẳng qua chỉ là một bộ xương khô đứng yên ở không trung, người mặc quần, bó, chân đi giày ngắn, càng nhìn càng thấy cổ quái. Khi từng chiếc áo choàng được vén ra, sinh linh càng kỳ quái hơn đập vào mi mắt. Trong lòng ôm một con chó, một con rết xoắn lên có hơn trăm chân. Còn có một thứ có dáng vẻ u linh, đang bay đến bay lui ở trên không trung. Đây mẹ nó. Vốn dĩ người đến nên vô cùng mạnh mẽ, là sinh linh khiến cho con gấu khổng lồ không ngừng kính sợ, thế mà lại là thứ này. Đây đúng là không hợp thói thường mà. Tam Hoàng tử và các vị đại tướng mở to con mắt, đưa mắt nhìn nhau không hiểu vì sao. Trong lúc đám người cá đang mơ hồ, trong mắt Lâu Bản Vĩ từ đầu đến cuối không hề có sự hiện hữu của bọn họ, cho dù có mấy vạn đại quân lơ lửng ở mặt biển. Hốc mắt trống rỗng cười tủm tỉm, chỉ nhìn thân ảnh khổng lồ của nãi tề ở trước mắt.
Các bạn đang nghe chuyện Nguyên Lai Ta Là Tuyệt Thế Võ Thần, Người Trên Vạn Người của tác giả Phong Lăng Bắc tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 1753, Tạp Ngư, 1. Một bên kia, Ngao Khánh cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ca, không ngờ được bây giờ Nãi Tề lại có thể chịu đánh như thế, chịu một quyền của ca, còn giống như không sao cả, có chút sức mạnh. Lâu Bản Vĩ nghe xong gật đầu, một tay ưu nhã nâng cằm lên. Không tệ, không tệ. Tiểu Nãi Tề, bây giờ ngươi tiến bộ không ít, đứng yên đừng nhúc nhích, để bản cha nam thử lại một quyền, lần này dùng nhiều khí lực một chút, xem ngươi còn có thể đứng vững không. Vừa dứt lời, Nãi Tề đầu đội trời chân đạp đất bị hù dọa đến mồ hôi lạnh toát ra, mặt biển trực tiếp có mưa rào tầm tã rơi xuống. Đừng, đừng, ta sai rồi, ta chỉ là mập giả, sao có thể chịu được một quyền của ngài, mới vừa rồi là ngoài ý muốn, ngài tha cho ta đi. Mẹ nó con gấu nhà ngươi có ý kiến gì? Lâu Bản Vĩ không có hành động nào. Mời vừa rồi chẳng phải ngươi chịu một quyền, bây giờ vẫn còn bình thường đứng đó sao? Để bản cha nam thử lại lần nữa, xem ngươi rốt cuộc có thể nhận được bao nhiêu sức mạnh của ta. Đừng sợ, trong tay ta có chừng mực, chỉ dùng nhiều một chút lực thôi. Nghe thấy lời này, Nãi Tề gãi gãi sau gáy, trong mắt hiện lên ánh sáng trí tuệ tỉnh ngộ. Hình như đúng là như thế, ca chắc chắn sẽ không thật sự đánh chết ta, vậy thì thử lại lần nữa. Giọng nói ồm ồm nói xong, thân thể khổng lồ của Nãi Tề lập tức nhu thuận nhích lại gần một bước. Lâu Bản Vĩ chậm rãi nâng tay phải lên, khớp xương màu trắng ở trên không trung có chút lóa mắt, cũng đúng là quá mức nhỏ bé. Căn bản không thể nào đánh đồng với thân thể khổng lồ kia, đứng ở xa nhìn lại, đến một mảnh lá rụng dưới cây đại thụ che trời cũng không bằng. Nhưng tiếp đó một quyền kia vung ra, đúng là tiếng trầm đục chấn động đất trời. Oành! Con gấu khổng lồ ngay tại chỗ bay ngược vào trong tầng mây cao vót, giống như bị một sức mạnh to lớn không thể nào tưởng tượng được tấn công. Nếu như đánh vào nơi khác, e rằng đủ để hủy diệt đất trời. Mặt biển lại lần nữa sóng cả tràn lan, so với biển động đại chấn còn khủng bố hơn gấp trăm lần. Dư chấn quét ngang mà đến, có thể so với tai ương diệt thế. Tam hoàng tử và các đại tướng cắn răng đứng thẳng ở trong mưa gió, đúng là sinh ra mấy phần cảm giác bất lực, bị uy thế đáng sợ này chấn nhiếp, toàn thân cũng bắt đầu phát lạnh. Vất vả lắm mới đợi được mưa gió yên lặng, mặt biển có cầu vồng vắt ngang. Mái tóc của Tam hoàng tử lộn xộn, sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Trên mặt biển, nổi lên càng nhiều thi thể của giao tộc Thiên Long, thương vong so lúc trước còn thảm trọng hơn, dường như 2/3 đã bị cắt đứt sinh mệnh, 10 vạn đại quân chỉ còn sót lại không đến 3 vạn người. Rắc, Tam hoàng tử nắm chặt hai tay, trong lòng đều đang chảy máu. 10 vạn đại quân này là toàn bộ át chủ bài của hắn, là chiến lực trải qua mấy vạn năm mới bồi dưỡng ra được. Trong chớp mắt những vốn liếng này đã bị hao tổn hơn phân nửa, thiếu chút nữa khiến hắn thổ huyết tại chỗ. Đầu tiên không nói đến chuyện trả thù là chuyện nào, đau đớn mất đi vốn liếng này, tương lai hắn còn tranh đoạt hoàng vị như thế nào, lúc trước có một lần thì cũng thôi đi. Nhìn phía đối diện ở bên trên có tu vi cường thế, coi như là một trận bất ngờ, tổn thất mấy vạn người nho nhỏ, khẽ cắn môi cũng có thể nhịn được lửa giận. Bây giờ lại lặp lại chiêu cũ, khiến cho Long tộc hao binh tổn tướng càng lớn hơn. Đây mẹ nó, ai có thể nhẫn nhịn được? Tam hoàng tử giận dữ ngước mắt. Thế mà hắn lại nhìn thấy, mấy sinh vật cổ quái kia không có một chút nào dáng vẻ áy náy, ngược lại còn cười cười nói, hoàn toàn không để hắn vào trong mắt. Lập tức, Ngao Liệt tức giận đến tâm cảnh đại loạn, cho dù người đến mạnh mẽ. Nhưng thái độ lớn lối như thế, cũng thật sự là quá đáng. Lập tức Ngao Liệt tức giận đến sùi bọt mép tại chỗ, cắn răng chỉ lên trời mắng chửi. Hỗn xược! Các ngươi là thần thánh phương nào, thế mà lại ra tay đánh giao tộc Thiên Long của ta, ở Đông Hải này càn rỡ như thế, quả đúng là vô pháp vô thiên. Nếu như không cho bản hoàng tử một câu trả lời, trăm vạn cường giả giao tộc Thiên Long ta sẽ tuyệt đối không bỏ qua. Âm thanh hùng hùng hổ hổ vang vọng, lúc này Ngao Khánh mới chú ý đến, thế mà trên mặt biển lại có rất nhiều người cá. Mấy vạn thân ảnh đông nghịt đều là một bộ dáng vẻ thâm thù đại hận, dẫn đầu còn là một lại con chó có hình người, nhìn tư thế dường như muốn kiếm chuyện động thủ. Tư thế này ngược lại khiến hắn không quá để ở trong lòng, chỉ là nhìn thủ lĩnh Tiểu Bạch Kiểm kia tràn đầy ủy khuất, không khỏi có chút hiếu kỳ. Ca, chúng ta làm cái gì
mà khiến cho bọn họ một bộ dáng muốn chết muốn sống như thế. Chương 1754, Tạp Ngư 2. Trong mắt của Lâu Bản Vĩ lạnh lùng nhìn xuống. Ừ, sờ lấy đầu chó của Ngao Khánh, hắn mới lãnh đạm khinh thường nhìn qua đó. Khánh, không cần để ý đến đám tạp ngư này. Vừa dứt lời, Tam Hoàng Tử càng là tức giận đến mặt đỏ lên. Tạp ngư, hỗn xược, hỗn xược. Bản Hoàng Tử chính là Hoàng Thất Giao Tộc Thiên Long tôn quý, thân mang huyết mạch chân long, đừng cho rằng các ngươi có một chút tu vi là đã có tư cách thất lễ như thế. Cơn thịnh nộ còn chưa hoàn toàn bùng nổ, trong mắt lãnh đạm của Lâu Bản Vĩ tràn ngập vẻ khinh bỉ. Con mẹ nó, một con cá ướp muối như ngươi, rắc rắc một cái còn không thôi đúng không? Ta nói ngươi là con tạp ngư thì ngươi chính là một con tạp ngư. Lời nói vừa ra khỏi miệng, đã thấy tiện tay một chỉ điểm đến. Tam Hoàng Tử mặt đỏ lên, đột nhiên bị một sức mạnh vô hình trói buộc, đúng là không động đậy được chút nào, cả người cũng bắt đầu phát run bành trướng, chớp mắt đã giống như một quả cầu thịt. Oành, thuận theo một tiếng thân thể vì bành trướng mà bùng nổ, quần áo xe rách bay lên không trung. Thân ảnh thon dài đã biến mất không thấy bóng dáng. Chỉ có một con cá muối rơi xuống mặt biển, dáng vẻ so với con cá trê giống nhau đến mấy phần, mọc lên một cái râu giống người, đầu to đầu mập nhìn vô cùng xấu xí. Cho dù rơi xuống mặt biển, con má muối vẫn đang liều mạng dãy giụa, nhìn có vẻ vừa khôi hài vừa buồn nôn, nhưng bất luận dãy giụa như thế nào, vẫn chỉ là dáng vẻ một con cá trê, không khôi phục lại được thân hình tuấn tú. Nhìn thấy dị biến bất ngờ, trong mắt đại tướng người cá tràn ngập chấn động, đại quân còn sót lại đã bị chấn động lan tràn bốn phía. À đây, tình huống gì vậy? Vì sao điện hạ lại biến thành cá ướp muối? Đây, mẹ nó cũng quá xấu rồi đi. Yêu pháp, nhất định là yêu pháp. Hoàng tử của giao tộc Thiên Long chúng ta, anh minh thần võ như thế, sao có thể là một con cá muối? Nhanh, mau chóng bẩm báo việc này với Long Hoàng, đưa Tam Hoàng Tử hồi cung. Một hồi luống cuống tay chân, trong mắt các đại tướng người cá đầy kinh hãi, vớt con cá trê lên rồi tan tác như chim muông, đến dũng khí quay lại nhìn Lâu Bản Vĩ cũng không có, tất cả nhanh như chớp chui vào đáy biển. Về phần chuyện lớn dẹp yên các đảo, đã sớm bị ném lên 9 tầng mây, không đến mấy giây. Mặt biển lại lần nữa gió êm sóng lặng, chỉ còn lại duy nhất thi thể của một vài người cá, không ngừng bị linh thú đáng sợ cắn xé, giống như hiện trường một bữa tiệc ăn lớn. Nếu có người ngoài có mặt, chắc chắn sẽ kinh hãi đến trợn mắt há mồm. Lâu Bản Vĩ cũng lười nhìn nhiều thêm một chút, ngoái nhìn lần nữa. Nhìn nãi tề vững bước đứng lên, tán thưởng trong mắt càng lớn hơn. Được đó. Tiểu nãi tề, thể chất này của ngươi có chút sức mạnh, thế mà lại có thể chống đỡ được một phần sức mạnh của ta, tương lai có hy vọng. Có được sự tán thưởng của đại ca, nãi tề ngây ngốc gãi gãi đầu. Thật, thật sao? Ta... Ngươi nhất định là thủ hạ Lưu Tình đúng không? Ta có thể chịu được 1% khí lực của ngài. Cuộc đời gấu này không còn gì luyến tiếc nữa. Mấy người một hồi cười vang, vô cùng vui mừng đối với sự tiến bộ của nãi tề. Mượn cơ hội tâng bốc tư thế oai hùng của Lâu Bản Vĩ, Ngao Khánh mới để ý đến mặt biển bừa bộn, hiểu chuyện nhắc đến vấn đề, mượn cơ hội để đại ca xuất lực. À, những đám tạp ngư này không có một chút tầm mắt độc đáo nào, e rằng tương lai sẽ còn quay lại gây phiền phức, hay là ta đi giải quyết bọn họ, cũng tránh để làm người khác buồn nôn. Nghe thấy cầu tử xin chiến trước một bước, mấy người còn lại cũng tỉnh ngộ hành lễ. Ca, vẫn là để ta đi cho. Ta đi tốt hơn một chút, ta nhiều chân làm việc nhanh. Đây chính là cơ hội tốt nịnh hót khó có được, mấy người huynh đệ đều không muốn bỏ lỡ, giải quyết một nhóm tạp ngư là có thể khiến cho Lâu Bản Vĩ vui vẻ. Ngày thường sao có thể có loại công việc thoải mái này chứ? Phải biết là, tiểu tỷ tỷ là rất khó tìm. Tâm tình của đại ca rất tốt, nhưng để thỏa mãn cũng không thể nào đơn giản như thế. Nhìn thấy các huynh đệ liên tiếp xin lệnh, Lâu Bản Vĩ chỉ là lãnh đạm khoát tay, dường như thật sự không có một chút hào hứng nào. Không cần phải để ý đến những tạp ngư này. Trong lúc nói, hắn nhìn về phía phương hướng đảo đen, thần sắc trở nên nghiêm túc. Gần đây tiến độ của chủ nhân rất nhanh, tất cả đều sắp không giấu được nữa rồi. Rất nhiều nơi, chúng ta còn chưa sắp xếp tốt. Xem ra, chúng ta nhất định cần phải tăng nhanh tiến độ mới được, thuận theo lời nói thâm ý vang vọng. Lâu Bản Vĩ ngày thường cười cười nhốn nháo, đột nhiên trở nên cả mặt nghiêm túc,
cả người cũng tản ra uy thế phi phàm, khiến cho người khác sinh lòng kính sợ. Các bạn đang nghe truyện Nguyên Lai Ta Là Tuyệt Thế Võ Thần, Người Trên Vạn Người của tác giả Phong Lăng Bắc tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1755, Chuyện Lớn Của Chủ Nhân 1. Mấy người yên lặng nhìn nhau, đồng thời ôm quyền lên tiếng. Đại ca, yêu cầu chúng ta làm cái gì, ngài cứ việc phân phó, liên quan đến chủ nhân. Nội tình trong đó đã không phải là điều bọn họ có thể biết được, rất nhiều chuyện không nên hỏi, đương nhiên là sẽ không mở miệng hỏi, nhưng cố gắng hết sức làm tròn bổn phận cũng là chuyện đương nhiên. Nhìn các huynh đệ mặt đầy chân thành tha thiết, Lâu Bản Vĩ thỏa mãn gật đầu một cái, mặt lộ ra nụ cười. Không tệ, các ngươi đều là huynh đệ tốt. Tiếp theo các ngươi phải chia ra hành động, mỗi người đi về dị giới ở các hướng khác nhau, hoàn thành nhiệm vụ quan trọng. Những nhiệm vụ này liên quan đến chủ nhân, tuyệt đối không thể có một chút sai lầm. Đám người chó và rết nghiêm chỉnh nhìn nhau, cảm giác sâu sắc được áp lực cực lớn. Lại lần nữa cùng nhau ôm quyền, trong mắt đầy vẻ kiên quyết. Vì chủ nhân, chúng ta có chết cũng không từ. Xin đại ca phân phó, bất luận ngàn khó vạn hiểm, ngài nói thế nào, chúng ta có liều mạng cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Đảo đen, trong đại điện, ngồi đầy tân khách, tất cả đều là vẻ ngờ vực. Đã đợi trọn vẹn 2 ngày. Người cá truyền tin tức đáng ra đã trở lại giao tộc Thiên Long, nhưng lại không thấy một chút động tĩnh trả thù này. Mọi chuyện tiến triển có chút quỷ dị, không khí yên tĩnh khiến người ta cảm thấy bất an. Sư Thiên Xuyên cau mày, khó mà ngồi yên, do dự một lúc. Thấy toàn bộ nhân vật đứng đầu đều quăng đến ánh mắt tò mò, hắn thân là đảo chủ, đành phải kiên trì hành lễ. Tiên sinh, tha thứ cho lão hủ cả gan hỏi một chút, bây giờ không thấy giao tộc Thiên Long đến hỏi tội, chúng ta phải làm như thế nào cho phải đây? Nghe xong, Dịch Phong chậm rãi ngước mắt, trong đầu cũng trống rỗng. Nhìn mọi người ở bốn phía, chỉ thấy ánh mắt chờ mong không ngừng nhìn đến, dường như tất cả nghi vấn đều đang chờ hắn đến giải đáp. Đây, Dịch Phong bị làm khó rồi, mọi người đều hỏi hắn hỏi ai đây? Hắn tự hỏi thù hận đã kéo căng, phàm là tam hoàng tử kia có chút tính tình, cũng nên dẫn người đánh đến hỏi tội, nhẹ thì muốn chém giết róc thịt, nặng thì huyết chiến diệt tộc. Như thế mới phù hợp với nội dung chuyện, có quỷ mới biết vì sao đám người cá kia chậm chạp không đến. Trong lòng loạn thành một đám, Dịch Phong cảm thấy dường như mọi chuyện tràn ngập kỳ quặc, nhưng nghĩ đến, kế hoạch của hắn tiến hành thuận lợi, đám người cá lúc trước đến cũng cực kỳ phách lối. Hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì, đám người cá kia nhất định sẽ đến. Lúc này, 8 phần là đang điểm binh điểm tướng đến đây. Ổn định một chút tâm cảnh, Dịch Phong tràn ngập lòng tin trấn an mọi người. Đợi đến chết, mọi chuyện đã sẵn sàng, chỉ chờ bọn họ đến trả thù. Nghe xong, trong mắt Sư Thiên Xuyên và mọi người đều sững sờ. Tiên sinh không có sợ hãi như thế, dám buông lời đợi người cá đến trả thù, e rằng tu vi đã thâm hậu đến mức vượt xa tưởng tượng của mọi người. Vì thế, mới có thể ngồi vững như núi. Như vậy xem ra, lúc trước tư thái vô địch của tiên sinh rất có khả năng chưa phải là toàn lực. Ê! Phát giác được một chút nội tình, các lão quái lại là một hồi âm thầm hít vào khí lạnh. Trong nháy mắt, tất cả mọi người có mặt càng thêm sùng kính đối với Dịch Phong, lần lượt cao giọng phụ họa. Tiên sinh nói rất có lý. Đúng, chúng ta chính là đợi đến chết, xem giao tộc Thiên Long bọn chúng còn có thể có thủ đoạn gì. Lấy bất biến ứng vạn biến mới thật sự là thượng sách. Hôm nay nghe được chân ngôn của tiên sinh, vượt xa vạn năm sống lãng phí. Mọi người phấn chấn nhìn nhau bàn tán sôi nổi, lòng tin của đám nhân vật đứng đầu tăng lên gấp đôi. Cho dù không thấy giao tộc Thiên Long có chút động tĩnh gì, tâm cảnh của bọn họ cũng đã tiến rất xa. Không còn một chút bối rối nào nữa, đều học theo dáng vẻ cao thâm của Dịch Phong, vững vàng ngồi yên chờ. Trong đầu, đã dự đoán được cảnh tượng đại chiến khoáng thế đắc thắng. Cùng lúc đó, trong sâu chân trời mênh mông bao la, Vân Tinh, trốn phàm tục thành, Bình Giang, trước sau yên lặng như một, giống như một nơi an nhàn. Ngoài thành, mặt hồ sóng nước lấp loáng, những đảo nhỏ xung quanh tràn ngập sự sống, mặc dù trải qua mấy năm, vẫn không có chút biến hóa nào, giống như một dòng sông dài chảy qua các thời đại, vĩnh viễn không ngừng. Bất luận là cá, côn trùng trong nước, hay là tuyệt đại thiên tài kinh diễm một thời, đều là nước chảy bèo trôi phủ ở trong làn sóng.
không dấy lên được một chút gợn sóng nào, chẳng qua chỉ là một cảnh trí trong chớp mắt mà thôi. Ánh sáng mặt trăng yếu ớt, côn trùng kêu vang từng hồi. Viện lạc yên tĩnh không có một ai, chỉ có cây hòe lá già xào xạc vang dội, giống như đang ngâm sướng một chương nhạc tự nhiên. Giống như thể hiện rõ ràng nơi đây từng có người ở, lại giống như muốn nói hưu quạnh vô tận. Chương 1756, chuyện lớn của chủ nhân 2. Vù, rõ ràng là đang ở mùa hạ, nhưng lại là một mảnh lá khô rơi xuống. Dị tượng như thế, nếu như có người phàm nhìn thấy, e rằng sẽ là đề tài câu chuyện sau khi uống trà uống rượu. Được người viết tiểu thuyết dẫn làm một đoạn văn kinh dị, chẳng qua chỉ là một hồi trò đùa mà thôi. Cũng không biết có mấy mảnh lá khô rơi xuống. Cuối cùng, có một con cóc nhảy ra khỏi cái giếng cổ ở gần đó, đứng ở dưới cây ngửa mặt nhìn lên. Một bên vuốt vuốt cái cằm trơn bóng, một bên mở mắt nói ra tiếng người. Lão đồng nghiệp, cuối cùng ngươi vẫn là già rồi. Cây hòe già chậm rãi mở mắt, cười lên tiếng nói. Năm tháng vô tình. Chúng ta đi theo chủ nhân cho đến bây giờ, trường sinh vĩnh tồn có được mấy người. Bên phía đại công tử, tiến triển như thế nào? Con cóc nhướng mắt, nhìn lên bầu trời sao vô tận. Đại công tử, hình như đã giết đến tận cùng thế giới. Nghĩ đến thân ảnh yêu nghiệt của Trung Thanh, trong mắt con cóc nổi lên một hồi tán thưởng. Cây hòe già cũng ngước mắt nhìn lên, không hỏi thêm sự tồn tại của vị kia nữa. Trầm ngâm mấy hơi, mới nhớ đến một vị khác, lại lần nữa thấp giọng hỏi. Nhị công tử thì sao? Nghe tiếng, trong mắt Oa Bản Vĩ lộ ra vẻ nghiêm túc. Bên phía nhị công tử, e rằng vẫn cần thêm thời gian. Dù sao cũng là thế giới khác nhau, pháp tắc của thế giới không thể đánh đồng, đương nhiên chỗ khó của hắn cũng nhiều hơn một chút. Cây hòe già khép hờ hai con ngươi gật đầu, tán cây theo đó mà rung động. Ừm, đúng là như thế. Bên phía nhị công tử vô cùng quan trọng, ngươi nhất định phải dành nhiều thời gian để ý kỹ một chút, không được có chút sai lầm nào. Hoa Bản Vĩ gật đầu một cái. Ừm, cứ để ta lo. Thời khắc muốn rời đi. Nó sờ lên cái bụng trong vo, khóe miệng phác họa thần sắc trêu chọc. Lão đồng nghiệp. Lão đầu nhà ngươi thế này thật là tiêu sái đó, mỗi ngày không nhúc nhích ở chỗ này, cái gì cũng không cần làm là có thể đi theo chủ nhân ăn uống miễn phí. Cây hòe già cũng không phản bác, chỉ liếc một cái. Trong mắt cong lên, sau đó đôi mắt của cái cây cổ thụ này lại khép lại lần nữa. Thân cây hơi rung lên, cành lá không có một chút động tác nào, chỉ là rung động theo gió, chính là dáng vẻ của cây cối bình thường. Nhìn thấy thế, Hoa Bản Vĩ bất đắc dĩ ngáp một cái. Đưa chân trước lên vuốt vuốt khuôn mặt, cứ như thế nhảy nhảy đi xa, biến mất ở trong đêm tối vô tận, sâu trong Đông Hải. Ở giữa cung điện tầng tầng cao chót vót, một tòa cung điện nguy nga màu vàng óng đứng ngạo nghễ, trong đó bất ngờ truyền ra âm thanh của chuông tao nhã, cảnh tượng ca múa tràn đầy không khí thái bình. Trong đại điện, mỹ nhân của giao tộc đang uốn éo thân hình, thân thể mềm mại mị thái ngàn vạn, dáng múa phong tình vạn chủng, không thua bất luận cảnh đẹp gì. Cho dù là như thế, lão giả ngồi ở ngọc tọa trên đài cao cũng là mơ hồ buồn ngủ. Hắn chính là Long Hoàng giao tộc Thiên Long, Ngao Bộ Đồng. Cũng không biết là tuổi tác quá cao hay là đã xem quen những cảnh đẹp này, Long Hoàng không có một chút nào hào hứng, không ngừng ngủ gà ngủ gật, khiến cho chuỗi ngọc trên mũ miệng đụng chạm rung động. Đúng lúc sắp đi vào mộng đẹp, đột nhiên, ngoài điện vang lên âm thanh bái kiến. Thuộc hạ Ngao Xương, cầu kiến Long Hoàng bệ hạ. Ngao Bộ Đông từ trong mộng bừng tỉnh, mắt lão nổi lên bực bội. Chuyện gì? Lão đầu Trung Thành ở bên cạnh thì thầm vào lỗ tai, càng khiến cho hắn phiền muộn lớn hơn. Ngao Xương, nhất thời mở mắt lạnh giọng. Long Hoàng Ngao Bộ Đông vẫn là cho chút thể diện, chậm rãi khoát tay, truyền Ngao Xương vào yết kiến. Dù sao Ngao Xương cũng là đệ nhất cao thủ đương đại, xem như là đại tài đời sau, hắn thân là Long Hoàng, cũng không đến mức vì chút chuyện nhỏ này mà giận chó đánh mèo. Không qua bao lâu, Ngao Xương vội vã nhanh chân đi vào điện, bước chân bối rối vẻ mặt căng thẳng. Tham kiến bệ hạ, thấy bộ dáng này, cho dù Long Hoàng có là đế vương khoan dung, cũng không khỏi trong mắt lộ vẻ bất mãn. Ngao Xương mạo muội bái kiến, lại còn thất thố như thế, thật sự có chút mất phong phạm. Càng khác người hơn chính là, thế mà hắn còn ôm lấy một con cá chê vô cùng xấu xí. Coi đây là nơi nào, chợ thức ăn của loài người sao? Đây chính là đại điện hoàng cung của giao tộc Thiên Long,
là nơi thần thánh trong lòng vô số đồng tộc. Nhìn kỹ mấy lần, trong lòng Ngao Bộ Đông càng bất mãn hơn. Hắn đang muốn phát tác hỏi, ai ngờ được, đột nhiên Ngao Xương quỳ rạp xuống đất, run giọng cầu cứu, bệ hạ, cứu mạng. Chúng ta gặp phải cường địch không rõ lai lịch, thủy quân hao tổn mấy vạn, Tam Hoàng Tử Điện Hạ cũng bị đánh thành trọng thương. Không có cách nào khôi phục thân hình, thuộc hạ cả gan xông vào cung, khẩn cầu bệ hạ khai ân cứu giúp Điện Hạ. Các bạn đang nghe chuyện Nguyên Lai Ta Là Tuyệt Thế Võ Thần, Người Trên Vạn Người của tác giả Phong Lăng Bắc tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1757, Thuật Thần Kỳ, 1. Soạt, tiếng nổ truyền vang, đột nhiên ca múa yên lặng. Trong cung điện to như thế, tràn đầy chấn động, Long Hoàng cũng bất ngờ mở to tròng mắt, cuối cùng cũng có chút dáng vẻ bị đánh thức. Ngươi nói thật, thương thế của Liệt Nhi thế nào, bây giờ đang ở đâu? Cho dù tính cách của Ngao Liệt thích hưởng lạc, lúc nào cũng náo ra một chút phiền toái, nhưng dù sao cũng là huyết mạch của hắn, nghe thấy lời nói bị trọng thương, đương nhiên cực kỳ lo lắng. Về phần sống chết của những tộc nhân bình thường thì không quan trọng như vậy. Lời hỏi chưa dứt, dường như Ngao Xương càng thêm căng thẳng. Nuốt nuốt cổ họng mấy lần mới giơ cao con cá chê ở trong tay lên dập đầu. Bệ hạ minh giám. Tam Hoàng Tử chính là đang ở trong tay vi thần, đã bị kẻ địch làm trọng thương, hóa thành loại dáng vẻ này. Oanh! Tiếng nói run run vang vọng, nhưng lại như sấm chớp mãnh liệt. Long Hoàng chấn kinh đến bất ngờ đứng dậy, hai mắt trợn tròn. Đây, đây! Trong tay Ngao Xương, chỉ có một con cá chê xấu xí đang nghịch nước. Đây chính là con trai tuấn tú của hắn, Tam Hoàng Tử đã từng uy phong lẫm liệt của giao tộc Thiên Long. Ngao Bộ Đông không thể tin được tất cả những gì xảy ra trước mắt. Khổ nỗi nghe được bẩm báo, lại thấy Ngao Xương căng thẳng như thế, hắn không khỏi nhắm đôi mắt lại, vội vàng lộ ra thần thức. Lần tìm hiểu này, trong nháy mắt sắc mặt của hắn vô cùng âm trầm, con cá chê xấu xí kia. Thế mà lại truyền đến cảm ứng với sức mạnh huyết mạch của hoàng thất giao tộc Thiên Long, đúng thật là con của hắn. Chấn động lại lần nữa tuôn ra trong lòng, lão Long Hoàng lập tức thi triển tu vi. Cổ quái là, bất luận hắn thay đổi bao nhiêu sức mạnh đại đạo bao trùm qua, đều không hề có động tĩnh gì. Con cá chê mập kia chỉ ngây ngốc cuộn mình ở đó, bề ngoài không có một chút biến hóa nào, phảng phất như vốn dĩ đã là một con cá xấu xí, cũng không thể nào khôi phục được dung mạo đã từng có. Chấn động, kinh hãi, phẫn nộ, chẳng qua chỉ là ngắn ngủi mấy giây. Lúc trước lão Long Hoàng còn buồn ngủ, đột nhiên sắc mặt vặn vẹo thay đổi, thân hình có chút mập mạp cũng tức giận đến phát run. Hỗn xược, rốt cuộc là người nào ác độc như thế, lại biến Liệt Nhi của ta thành bộ dáng như thế này. Tiếng gào thét vang vọng đại điện, khí chàng đáng sợ phả vào mặt. Vũ nữ tôi tớ kinh hãi đến liên tiếp quỳ xuống, hoảng sợ không dám lên tiếng, đến xung quanh cung điện, cũng bị uy thế khủng bố tác động đến, đáy biển lâm vào tĩnh mịch, trong đại điện yên tĩnh lạ thường. Chỉ có Long Hoàng bi phẫn đến gần nhìn, nhìn con cá chê xấu xí kia mà khó lắng lại được lửa giận, mấy lần muốn giơ tay ra, nhưng lại không thể nào chấp nhận được tư thế này của con trai. Nói, rốt cuộc là người nào làm, Liệt Nhi chọc phải loại nhân vật này như thế nào? Cảm nhận được uy áp ngập trời, Ngao Xương đã toát ra mồ hôi lạnh. Đành phải dùng giọng nói run run nói rõ tất cả. Khởi bẩm bệ hạ. Thuộc hạ đi cùng Tam Hoàng Tử đi về phía đảo đen, trên đường ngẫu nhiên gặp phải mấy sinh linh cổ quái. Người cầm đầu là một bộ xương khô thấp bé, còn có một con gấu khổng lồ hơn vạn trượng và một con chó. Mấy người bọn họ động thủ luận bàn, nhiều lần ngộ thương mấy vạn tinh anh của tộc ta, Tam Hoàng Tử khó nhịn được tức giận mở miệng. Lại bị bộ xương khô kia duỗi ra một chỉ thi triển yêu pháp, nên biến thành dáng vẻ như bây giờ. Thuộc hạ không biết tại sao chúng ta lại chọc phải sự tồn tại như thế này mà nhận lại ra tay độc ác như vậy. Luận bàn ngộ thương mấy vạn người, một chỉ đã khiến cho Ngao Liệt hóa thành cá chê. Nghe xong, lão Long Hoàng chau mày, lãnh đạm nhìn chằm chằm vào Ngao Xương. Hỗn xược, vô duyên vô cớ, tại sao bọn họ lại đến mức nhiều lần ra tay ác độc? Nhất định là các ngươi đắc tội với người ta trước mới dẫn đến loại kết quả này, bây giờ gây ra họa lớn ngập trời, ngươi còn không thành thật nói ra, lẽ nào muốn bản hoàng đích thân tra tấn sao? Ngao Xương kinh hãi gấp gáp đan sen, gần như khóc thành tiếng. Bệ hạ,
bệ hạ minh giám. Tam hoàng tử ở lâu trong Long Cung, tuyệt đối không có mâu thuẫn gì với những người này, thuộc hạ và bọn họ chưa từng gặp mặt, nói gì đến chuyện kết thù. Chúng ta đi chuyến này chỉ là vì giáo huấn loài người ở Đông Hải mà thôi, trên đường ngẫu nhiên gặp phải những sinh linh này từ trên trời giáng xuống, hoàn toàn là ngẫu nhiên. Nhìn thấy Ngao Xương vội vàng dập đầu, con cá trê đều sắp rơi xuống trên mặt đất. Lão Long Hoàng cắn răng, vẻ mặt nghiêm túc. Giáo huấn loài người ở Đông Hải, những sinh linh này từ trên trời giáng xuống. Nói như thế, lần tai họa này ngược lại đúng thật là một hồi bất ngờ, những sinh linh kia đúng thật là biến số, không thể nào có liên quan gì đến loài người nhỏ bé ở Đông Hải. Chương 1758, Thuật Thần Kỳ 2. Lúc này Ngao Xương mới bình tĩnh một chút, vội vàng trung thành góp lời. Bệ hạ anh minh, khẩn cầu bệ hạ ra tay cứu giúp điện hạ, báo thù rửa hận cho ấy vạn tướng sĩ đã chết đi của tộc ta. Giao tộc Thiên Long ta chưa bao giờ bị làm nhục như vậy, cầu xin bệ hạ làm chủ cho chúng ta. Ai biết được vừa mới dứt lời, lại đổi lại một tiếng giận dữ mắng chửi. Báo thù, cái thứ không có mắt nhà ngươi, mấy sinh linh kia là sự tồn tại sao có thể chỉ dựa vào tộc ta mà có thể địch lại. Ngao Xương kinh hãi đến ngước mắt, đột nhiên sắc mặt trắng bệch. Hắn từng chứng kiến thủ đoạn của đám người Lâu Bản Vĩ, vốn cho rằng là cường giả phi phàm, tuyệt đối không ngờ được, thế mà lại đáng sợ đến mức lão Long Hoàng cũng kiêng kỵ như thế, đúng thật là sự tồn tại không chọc nổi. Đây, sao lại như thế? Đã từng là cao thủ trẻ tuổi của giao tộc Thiên Long, lúc này đã bị kinh ngạc làm cho ngây người. Lão Long Hoàng cũng là hoàn toàn kinh ngạc, không ngờ được trước lúc tuổi già sức yếu, ngược lại trong mắt lộ ra uy thế phi phàm, ánh sáng khôn khéo hiện lên trên đáy mắt. Hừ lạnh lên tiếng, trong giọng nói đã tràn đầy kiêng kỵ. Hừ, người, ta có thể tiện tay chém giết mấy vạn tướng sĩ, tu vi không cần phải nói nhiều, dị thuật bao vây thân hình con trai ta, đến bản hoàng còn chưa bao giờ thấy, càng là không cách nào lay động được. Mấy sinh linh kia, tu vi cao cường tuyệt đối không phải là điều đám nhóc con các ngươi có thể tưởng tượng được. Ngao Xương chấn kinh như người mới tỉnh ở trong mộng, trong tay run lên thiếu chút nữa làm tam hoàng tử rơi xuống. T. Hóa ra, mấy thứ cổ quái kia lại đáng sợ như thế. Nhãn lực của bản thân có hạn, cho rằng lão Long Hoàng có khả năng bắt được đối phương, còn nghĩ đến báo thù rửa hận. Không ngờ được thiếu chút nữa đã hại cho giao tộc Thiên Long hủy diệt, trở thành tội nhân lớn của tộc. Ngao Xương hoảng sợ một trận, kinh hãi đến mồ hôi lạnh phả ra. Đồng thời, hắn cũng càng thêm sùng kính đối với lão Long Hoàng, vô cùng cẩn thận mở miệng. May mắn bệ hạ mắt sáng như đuốc, thuộc hạ thật sự xấu hổ. Chuyện báo thù, quả thật là lời nói vô tri của thuộc hạ, nhưng tam hoàng tử vô tội gặp nạn, sau này phải như thế nào mới tốt đây? Nghe xong, Long Hoàng mới miễn cưỡng gật đầu một cái. Ngao Xương, sự trung thành chúng dám của ngươi đúng là khó có được. Đương nhiên người đến lợi hại, tộc ta không thể nào chống lại, nhưng dựa vào mấy sinh linh bọn họ đã muốn làm mưa làm gió ở Đông Hải này cũng là quá mức xem thường nội tình của hải tộc ta. Nghe xong, trong mắt Ngao Xương nổi lên một chút hy vọng. Bệ hạ, ý của ngài là? Lão Long Hoàng nhắm đôi mắt lại, trên khuôn mặt hiện lên thần sắc độc ác. Chuyện cho đến bây giờ, chỉ có bản hoàng đích thân ra ngoài một chuyến. Chỉ cần có thể mời được tiền bối của hải tộc chúng ta, hóa giải dị thuật con ta bị chúng là chuyện dễ như trở bàn tay. Cho dù là bắt mấy sinh linh lấy mạnh hiếp yếu kia lại, cũng không tính là việc khó. Thời cơ xoay chuyển xuất hiện, Ngao Xương chỉ cảm thấy tầm mắt mở ra, trên mặt nổi lên ánh sáng kinh hỉ. Bệ hạ thánh minh, thuộc hạ bất tài, tình nguyện hộ vệ bệ hạ đi đến bái kiến các vị tiền bối. Long Hoàng khẽ gật đầu, tự tin chắp tay bước ra khỏi đại điện. Long Hoàng đẩy ra hư không, đã xuất hiện ở bên bờ. Ngao Xương ở phía sau lưng theo sát, trong tay cẩn thận nâng Thủy Linh Châu đang đựng hoàng tử người cá ở trong đó. Chờ mấy giây, vẫn không thấy Long Hoàng bệ hạ tiến lên một bước. Hắn hiếu kỳ ngước mắt, trong mắt cũng đã lộ ra nghi hoặc. Trước mắt, chẳng qua chỉ là một mảnh đá ngầm bình thường, ở bất kỳ bờ biển nào cũng đều có thể nhìn thấy. Đừng nói giống như động tiên đất lành, đến phong cảnh cũng không có bao nhiêu tốt. Nơi này, có thể có tiền bối hải tộc ở. Trong lòng Ngao Xương không khỏi bồn chồn, cẩn thận nhích lại gần thỉnh giáo. Bệ hạ, thứ cho mắt nhìn của thuộc hạ vụng về, nơi này chẳng qua chỉ là một vùng đất bình thường, có chút linh khí mà thôi. Nghe xong,
Long Hoàng cười nhạt một tiếng, chắp tay liếc mắt. Ha ha, ngươi còn quá trẻ. Nói xong, dường như Long Hoàng phát hiện cái gì, vững vàng dậm chân bước lên bờ. Ngao Dương nghi hoặc đi theo, không hiểu hỏi. Lời ấy của bệ hạ có ý nghĩa gì, thuộc hạ ngu dốt, thật sự không nhìn ra được nơi này có cái gì kỳ diệu. Long Hoàng vững bước đi về phía trước, trên mặt bộc phát thần sắc trầm ổn. Bỏ đi, cũng không trách được ngươi. Nơi như thế này, đổi lại là bất luận kẻ nào, cũng sẽ không tin tưởng có thể gặp được tiền bối của hải tộc ta. Ngươi, có từng nghe đến Bắc Minh Hải Hoàng? Câu hỏi vừa dứt, Ngao Xương đã xúc động lên tiếng, khởi bẩm bệ hạ. Bắc Minh Hải Hoàng là sự tồn tại trong truyền thuyết của hải tộc chúng ta, tương truyền đã tu hành hơn 10 vạn năm, càng là có thiên tư đáng sợ ở trong tộc Bắc Minh. Cũng có thể nói là sự tồn tại đại năng vô tiền khoáng hậu, cho nên có thể lấy chữ côn của bản tộc làm tên. Sự tồn tại thượng cổ này, đương nhiên thuộc hạ đã từng nghe đến. Các bạn đang nghe chuyện Nguyên Lai Ta Là Tuyệt Thế Võ Thần, Người Trên Vạn Người của tác giả Phong Lăng Bắc tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1759, Giao Thiệp của Long Hoàng, 1. Long Hoàng chậm rãi gật đầu, trong mắt lộ ra mấy phần vẻ cảm khái. Xem ra, ngươi đúng là có chút kiến thức. Không sai, thiên tư của Bắc Minh Hải Hoàng, thế gian hiếm người sánh kịp, thanh danh cũng đã lan xa ngàn vạn hải tộc. Nhưng các ngươi cũng không biết, sớm vào mấy vạn năm trước, hắn gần như đã vào trạng thái ở ẩn. Hàng năm vào lúc giao giữa mùa xuân và mùa hạ, đều sẽ giống như phàm tộc ở trên bờ biển rất lâu. Chỉ để lịch luyện tâm cảnh, sớm ngày hóa thân thành tuyệt đỉnh thần thông ở trong mây, đạt đến một tầng cảnh giới cao hơn. Hai vạn năm trước, bản hoàng bất ngờ gặp được Bắc Minh Hải Hoàng, từ đó hai bên trở thành hảo hữu chí giao. Cho đến bây giờ, cũng vẫn không thể tin được ở loại nơi giống như thế này có thể có được cơ duyên như thế. Không ngừng cảm khái. Lời nói vô hình giả lợi hại của lão Long Hoàng, nhân mạch khủng bố chấn kinh Ngao Xương, khiến cho vị thuộc hạ này hoàn toàn hóa thân thành người hâm mộ, trên đường đi tràn ngập lời nói sùng kính tán thưởng. Đi về phía trước thật lâu, cuối cùng, một tòa nhà lá đập vào mi mắt. Ngao Bộ Đông chắp tay nhìn về phía xa, ý cười chờ mong hiện lên khuôn mặt. Ngao Xương ở phía sau lưng đã không ngừng kích động, duỗi ngón tay đã phát run ngây ngốc nhìn theo. Bệ hạ, đây, nơi này, lẽ nào chính là động phủ của Bắc Minh Hải Hoàng trong truyền thuyết? Ngao Bộ Đông lãnh đạm gật đầu, đáy mắt hiện lên thần sắc kiêu ngạo. Không sai. Xem như tiểu tử ngươi có chút tiến bộ, chỗ này chính là nơi ở của Thường Huynh, tuy bản hoàng và Thường Huynh là tri kỷ. Chuyến này nhất định mã đáo thành công, nhưng sau đó ngươi tuyệt đối không được có một chút thất lễ, hiểu chưa? Ngao Xương gật đầu như gà mổ thóc, đáy mắt đầu hưng phấn. Thuộc hạ tuân mệnh, ôm lấy tâm tình vô cùng kích động. Ngao Xương đi theo Long Hoàng tiến về phía trước, căng thẳng đến trong lòng bất an, so với năm đó gặp Long Hoàng còn mất bình tĩnh hơn. Mãi đến khi hai người đi vào nhà lá, một đạo âm thanh tang thương khoan thai vang lên. Cố nhân đường xa đến đây, đúng thật là vui mừng. Xin mời vào nhà một lát. Chỉ một lời ngắn ngủi, đã tràn đầy khí trận cao nhân. Bọn họ còn chưa vào nhà, Bắc Minh Hải Hoàng đã thấy rõ tất cả, trong lòng Ngao Xương kích động, tim đập như trống. Trong mắt tràn ngập khát vọng, có thể mời được đại năng như thế, tất cả đều có thể giải quyết dễ dàng. Còn chưa đợi hắn ổn định tâm thần, lão Long Hoàng đã cười liếc mắt ra hiệu. Ngao Xương càng thêm kinh hỉ. Không ngờ được, thế mà hắn cũng có vinh hạnh, có thể được bước vào nơi ở của Bắc Minh Hải Hoàng. Chậc chậc, phóng mắt nhìn khắp Đông Hải, mấy người có thể có được gặp gỡ đặc biệt như thế. Chuyện này, có thể nói khoác cả đời. Một trước một sau bước vào nhà lá. Chỉ nhìn thấy bàn trà xưa cũ, hai ly trà xanh đã được pha xong, một lão giả có khuôn mặt hiền lành đang ngồi đó. Tóc bạc trắng như gấm, nhưng mặt mày vẫn như cũ hồng hào, sự tang thương trong mắt khó mà nhìn thấu. Vừa mới thấy chân dung, Ngao Xương đã thiếu chút nữa kích động muốn quỳ xuống bái. Hai vị, mời dùng trà. Nghe được âm thanh âm trầm, trái tim nhỏ của hắn đều sắp nhảy lên đến tận cổ họng. Bắc Minh Hải Hoàng mời hắn uống trà. Cho dù là nể mặt bệ hạ, đây cũng là mặt mũi lớn bằng trời. Bệ hạ có nhân mạch giống như thế, chuyện lớn này tuyệt đối ổn rồi. Đợi đến khi lão Long Hoàng nhận lấy chén trà, Ngao Xương vô cùng kích động, mới dám cúi đầu cẩn thận nhận lấy ly, tuy không dám ngồi xuống.
nhưng lòng hắn vẫn là tràn đầy vinh quang, bưng lấy chén trà nhu thuận đứng yên ngoài cửa, trong người còn có chút lâng lâng. Đợi đến khi không còn người ngoài, khách sáo hàn huyên mấy câu. Long Hoàng Ngao Bộ Đông cũng cảm thấy rất có thể diện, tràn đầy lòng tin đối với chuyện đi này. Trầm ngâm mấy giây, cuối cùng hắn vững vàng mở miệng, nói ra ý đồ đến đây với Bắc Minh lão ca. Thường tiền bối, vãn bối mạo muội đến đây, thật sự hoàn toàn là bất đắc dĩ. Con trai Ngao Liệt của ta ngẫu nhiên gặp phải mấy vị nhân vật mạnh mẽ, vô duyên vô cớ bị bọn họ gây thương tích, biến thành một con cá bình thường. Trong tộc tử thương mấy vạn người, vãn bối thật sự không có sức báo thù, mới mặt dày đến đây cầu xin tiền bối tương trợ. Nghe xong lời này, đáy mắt Bắc Minh Hải Hoàng trầm xuống. Thế mà lại có việc này. Sinh linh từ bên ngoài đến, vậy mà lại dương oai ở địa bàn Đông Hải của ta, hẳn là thấy lão phu ở ẩn, nên muốn ấn Đông Hải ta. Nghe lời tức giận vang lên, tất cả đều phát triển giống như dự liệu. Ngao Bộ Đông cũng cả mặt bi phẫn, nói ra sự khổ tâm trong lòng. Ai, nhắc đến cũng không sợ ngài cười chê. Vãn bối tu vi thấp kém, đến dị thuật của đối phương cũng không thể phá giải được, càng chưa nói là đối địch, nhưng sinh linh kia lấy mạnh hiếp yếu, đúng thật là tức chết ta rồi. Chương 1760, Giao thiệp của Long Hoàng, 2. Vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể mặt dày đến quấy dày tiền bối xuất thủ giúp đỡ. Nói đến đây, đã là đồng tộc bị ức hiếp, lại gặp lão hữu đến đây cầu cứu, chẳng phải là lý lẽ thấy chết không cứu sao? Bắc Minh Hải Hoàng lập tức phẫn nộ đập bàn trà tại chỗ, bá khí lên tiếng hỏi. Nực cười, ở Đông Hải ta lấy mạnh hiếp yếu, còn làm nhục hải tộc ta như thế, lão phu sao có thể ngồi yên không quan tâm? Hiền đệ nhanh chóng nói ra, những sinh linh đến từ bên ngoài kia có lai lịch ra sao? Ngao Bộ Đông vô cùng phấn chấn, vội vàng nói rõ nguyên nhân tình hình được báo cáo, ngữ khí cũng trở nên thân thiết. Thường huynh minh giám, đám sinh linh kia ta chưa bao giờ nhìn thấy, ta cũng không biết từ nơi nào đến, nhưng người cầm đầu thủ đoạn cổ quái chính là một bộ xương khô. Vừa dứt lời, đột nhiên đáy mắt của Bắc Minh Hải Hoàng trầm xuống, dường như khí thế ổn định hơn không ít. Ngây ngốc nhìn mấy giây, trong mắt hiện ra thần sắc kinh nghi phức tạp. Xương khô. Lập tức Bắc Minh Hải Hoàng nghi hoặc nhìn chăm chú, Ngao Bộ Đông kiên định gật đầu. Không sai, chính là một bộ xương khô. Nói xong, còn gọi Ngao Xương vào trong nhà. Ngao Xương, ngươi nói theo thứ tự rõ ràng tình hình này đó, ngươi nhìn thấy mấy sinh linh cổ quái kia cho Thường huynh hiểu rõ. Ngao Xương cực kỳ sùng kính Bắc Minh Hải Hoàng. Nghe thấy có cơ hội có hỏi có đáp, lập tức dựng lại tinh thần, nói đến mặt mày hớn hở. Bắc Minh Hải Hoàng tiền bối hữu lễ. Ngày đó, ta và Tam Hoàng tử ra ngoài làm việc, bất ngờ gặp phải mấy sinh linh từ trên trời giáng xuống. Đầu tiên là một con gấu khổng lồ cao vạn trượng rơi xuống mặt biển, sau đó xuất hiện mấy đạo thân ảnh áo đen, bọn họ đều tôn bộ xương khô kia làm thủ lĩnh. Nói đến bộ xương khô kia, thật ra bề ngoài xấu xí, cũng khó trách chúng ta nhìn lầm, ai có thể ngờ được, một bộ xương khô cổ quái có vóc dáng thấp bé, lại có loại thủ đoạn đó. Một hồi kể lại rất sống động, dường như Ngao Xương đã dùng hết tất cả những kiến thức cuộc đời học được. Ngao Bộ Đông rất là vừa ý, nâng ly trà lên yên lặng chờ. Nhưng tiếng nói vừa kết thúc, hắn mới bưng chén trà lên đến bên miệng, đột nhiên bị Bắc Minh Hải Hoàng cướp lại. Hành động này hù dọa Ngao Bộ Đông khẽ run rẩy. Còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Bắc Minh Hải Hoàng mặt lạnh. Ngươi bỏ xuống, còn uống. Đi đi đi, nhanh chóng đi. Đột nhiên lạnh giọng không kịp chuẩn bị, ngữ khí so với lúc nào khác biệt như trời với đất. Cả mặt Ngao Bộ Đông ngây ngốc, theo bản năng ôm quyền lên tiếng hỏi. Thường huynh, ngài đây là ý gì vậy? Mặt Bắc Minh Hải Hoàng trầm xuống, không thể nào thân thiết như lúc này. Thường huynh, theo tư lịch mà nói, xưng hô này ngươi có thể gọi. Bản tọa còn phải tiếp tục thanh tu, loại chuyện nhàn rỗi này không rảnh nghe nhiều, nếu không có chuyện gì quan trọng, mời hai vị đi đi. Đây, Ngao Bộ Đông chấn kinh đến mở to mắt, lúc trước còn nói rất tốt mà. Từ lúc bắt đầu đi vào nhà lá, thái độ của Bắc Minh Hải Hoàng vẫn luôn thân thiết, xưng hô cũng cực kỳ khách sáo. Hoàn toàn không có tư thế của tiền bối, đều là dáng vẻ của hảo hữu chí giao đã từng có. Thậm chí, còn có ý tứ rút đao giúp đỡ. Thế nào chỉ trong chớp mắt, thái độ đã thay đổi trở nên lãnh đạm như thế. Mặt mũi này so với lật sách còn nhanh hơn. Long Hoàng tràn ngập không hiểu,
Ngao Xương càng là đầu óc mơ hồ. Rốt cuộc là phân đoạn nào xảy ra vấn đề? Bất luận nghĩ lại như thế nào, dường như đều không có nói sai cái gì. Hai người khó hiểu nhìn nhau mấy lần, Long Hoàng đang chuẩn bị ôm quyền mở miệng. Ai ngờ được. Bắc Minh Hải Hoàng đã thu đồ uống trà vào, mở bàn tay hướng ra phía ngoài cửa. Hai vị, xin mời. Lệnh đuổi khách đến bất ngờ không kịp chuẩn bị. Trong nháy mắt Ngao Bộ Đông chỉ cảm thấy mặt mày tối tăm, khóe miệng có chút giật giật. Hay lắm, lão già này đúng thật là một chút mặt mũi cũng không nể, dứt khoát là muốn đuổi người. Thiệt cho lúc trước hắn còn nói khoác một hồi. Cái gì mà Bắc Minh Hải Hoàng như thế nào, giao tình của bản thân và người ta như thế nào, lúc này nghĩ lại, đúng thật là mặt nóng dán lên cái mông lạnh, con gà mù nói khoác nửa ngày. Không biết vì sao mọi chuyện đến nước này, hắn cũng là người cần thể diện, đành phải kéo lấy thuộc hạ rời khỏi nhà lá. Đi xa mấy dặm, sắc mặt Ngao Bộ Đông trở nên âm trầm. Giao tình hai vạn năm, chung quy vẫn là tính toán sai lầm. Càng nghĩ càng giận, Long Hoàng sầm mặt lại. Không giúp thì không giúp, giao hữu của bản hoàng khắp thiên hạ, không có Bắc Minh Hải Hoàng ngươi, vẫn như trước sẽ có người khác giúp đỡ. Nhìn chăm chú trầm ngâm mấy giây, trong mắt của hắn lại lần nữa lộ ra tự tin, ngóng nhìn về phía biển lớn. Các bạn vừa nghe xong tập 176 của bộ truyện Nguyên Lai Ta Là Tuyệt Thế Võ Thần, Người Trên Vạn Người của tác giả Phong Lăng Bắc tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.